Ukraine tấn công thành phố cảng Nga, tuyên bố phá kho UAV Shahed ở Crimea. Tên lửa Nga tấn công sân bay ở Poltava, xe tăng bay của Ukraine bị phá hủy. Nga cách chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Đại tướng Timur Ivanov. Hơn 1,9 triệu người Palestine phải chạy trốn và đang chen chúc ở trung tâm Gaza. Dẫm đạp ở Ấn Độ, người thiệt mạng tăng, sẽ điều tra đến cùng và trừng phạt thích đáng. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Ukraine tấn công thành phố cảng Nga, tuyên bố phá kho UAV Shahed ở Crimea. Hãng thông tấn TASS đưa tin thị trưởng Novorossiysk của Nga Andrei Kravchenko viết trên Telegram rằng lực lượng vũ trang Nga đóng tại thành phố này đẩy lùi cuộc tập kích từ các xuồng không người lái USV và máy bay không người lái UAV Ukraine. Vị quan chức này sau đó cho biết ít nhất một căn hộ và hai cửa hàng bị hư hại nhẹ do vụ tấn công, tuy nhiên không có báo cáo ghi nhận thiệt hại về người. Tờ Telegraph của Anh cho biết các bức ảnh chụp từ vệ tinh đã ghi nhận một số vụ hỏa hoạn xảy ra bên trong khuôn viên cảng Novorossiysk. Trong một diễn biến khác, trang quân sự Mirnoy đưa tin, lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào nhà kho chứa máy bay không người lái UAV Shahed của Nga, gần mũi đất Fyolentor trên bán đảo Crimea. Vào hôm 1 tháng 7, cơ sở của hạm đội Biển Đen ở khu vực mũi đất Fyolentor trên bán đảo Crimea bị tấn công. Loại vũ khí được sử dụng là tên lửa hành trình nhằm vào mục tiêu là nhà kho chứa UAV Shahed 136 Grad 2. Theo số liệu thống kê, có tới 90 chiếc Shahed bị phá hủy. Hiện chưa có báo cáo thương vong về người. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olenchuk trong một tuyên bố sau đó xác nhận lực lượng này hôm 1 tháng 7 đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào một nhà kho của quân Nga trên bán đảo Crimea. Tên lửa Nga tấn công sân bay ở Poltava, xe tăng bay của Ukraine bị phá hủy. Ngày 2 tháng 7, AVP thông tin lực lượng vũ trang Nga tấn công sân bay của Ukraine ở Poltava bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Mục tiêu bị trúng một đầu đạn chùm của tên lửa, dẫn đến việc trực thăng Mi-24 của lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy. Cuộc tấn công được thực hiện với độ chính xác cao giúp tiêu diệt được mục tiêu quan trọng về mặt chiến lược của Ukraine. Theo AVP, đầu đạn chùm của tên lửa Iskander-M đã khiến trực thăng Mi-24 đồn trú tại sân bay bị phá hủy, cơ sở hạ tầng của sân bay bị hư hại nghiêm trọng. Mi-24 còn được gọi là xe tăng bay, là trực thăng chiến đấu được nhà máy Miu chế tạo và đưa vào trang bị cho không quân Xô Viết từ năm 1972. Mi-24 có chiều dài 19,79 m, chiều cao 6,5 m, trọng lượng rỗng đạt gần 8,4 tấn. Trọng lượng cất cánh tối đa là 12,5 tấn, khoang sau của Mi-24 đủ rộng để có thể chở theo 8 lính được trang bị đầy đủ vũ khí hoặc một lượng hàng hóa lên tới 2,4 tấn. Mi-24 được lắp hai động cơ Klimov TV3-117 với công suất 2.200 mã lực một chiếc. Nhờ động cơ mạnh mẽ mà Mi-24 có thể bay với vận tốc tối đa 310 km/h và tầm hoạt động đạt 450 km. Mi-24 được Ukraine sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm hỗ trợ hỏa lực cho quân đội mặt đất, vận chuyển nhân sự và tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Việc loại máy bay này bị phá hủy ngay trên sân bay là một đòn giáng mạnh vào khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong ngày 2 tháng 7, thông tin về 7 chiếc Su-27 của Ukraine bị phá hủy và hư hại cũng đã được truyền thông đăng tải. Tên lửa Iskander đã được quân đội Nga sử dụng để tấn công vào bãi đổ máy bay quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo dữ liệu kiểm soát khách quan, thì kết quả của cuộc tấn công là 5 máy bay chiến đấu đa năng Su-27 bị phá hủy và 2 máy bay bị hư hỏng nghiêm trọng. Nga cách chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Đại tướng Timur Ivanov. Hãng thông tấn Nga TASS đưa tin hôm 2 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Đại tướng Timur Ivanov đã bị cách chức vì đánh mất sự tín nhiệm. Bản tin của TASS dẫn nguồn tin cơ quan thực thi pháp luật cho biết ông Ivanov bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ từ năm 2018. Đến năm 2023, với tổng giá trị ít nhất là 1.185 tỷ rúp, 1,3 triệu đô la Mỹ.
Luật sư bào chữa cho ông Ivanov đã xác nhận số tiền này với giới truyền thông, nhưng từ chối bình luận vì thỏa thuận giữ bí mật. Trước đó, ngày 23 tháng 4, theo giờ địa phương, Ủy ban điều tra Nga SKRF thông báo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov đã bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ. Ông Timur Ivanov sinh năm 1975, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 5 năm 2016, chịu trách nhiệm quản lý tài sản, nhà ở của quân đội, công tác hỗ trợ nhà ở và y tế cho lực lượng vũ trang Nga. Nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc tới Kazakhstan tham dự thượng đỉnh SCO. Trước thềm sự kiện, văn phòng báo chí Điện Kremlin ngày 3 tháng 7 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Astana. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã ngày 2 tháng 7 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã tới thủ đô của Kazakhstan để tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO cũng như tiến hành các chuyến thăm cấp nhà nước tới quốc gia này và Tajikistan. Đây là chuyến thăm thứ 5 của ông Tập tới Kazakhstan và là chuyến thăm thứ 2 trong vòng chưa đầy 2 năm, sau chuyến thăm cấp nhà nước trước đó của ông vào tháng 9 năm 2022. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo SCO dự kiến sẽ thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm việc tạo điều kiện tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt trong SCO, triển vọng của tổ chức cũng như giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách. Hãng thông tấn TASS trích dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết, các nhà lãnh đạo tham gia phiên họp thứ 24 tại Astana của Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO còn dự kiến sẽ thông qua một số sáng kiến, trong đó bao gồm sáng kiến thống nhất thế giới vì hòa bình và hòa hợp công bằng, tuyên bố Astana, quyết định mang tính lịch sử trong việc chấp nhận Belarus là thành viên SCO, cũng được dự kiến thông qua trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh. Đặc biệt, một trong các cuộc họp tại hội nghị thượng đỉnh SCO năm 2024 còn diễn ra lần đầu tiên dưới hình thức SCO cộng. Phát biểu trước các phóng viên ngày 2 tháng 7, trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề quốc tế Yuri Ushakov cho biết chủ đề của cuộc họp sẽ xoay quanh việc tăng cường đối thoại đa phương, mưu cầu hòa bình và phát triển bền vững. Theo đại diện Điện Kremlin, cuộc họp còn có sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, Tổng thư ký Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS Sergei Lebedev, cũng như đại diện của Cộng đồng Kinh tế Châu Âu EEC, Tổ chức An ninh Lương thực Hồi giáo và Tổ chức Hợp tác Kinh tế. SCO được thành lập vào ngày 15 tháng 6 năm 2001 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ban đầu, tổ chức này bao gồm Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan. Tới năm 2017, các quốc gia bao gồm Ấn Độ và Pakistan gia nhập. Tehran nộp đơn xin gia nhập vào năm 2008 và trở thành thành viên chính thức của tổ chức này vào tháng 7 năm 2023. Belarus cũng dự kiến sẽ sớm trở thành một thành viên chính thức. Hơn 1,9 triệu người Palestine phải chạy trốn và đang chen chúc ở trung tâm Gaza. Quân đội Israel ước tính rằng khoảng 1,9 triệu người, hơn 80% tổng số người Palestine ở dải Gaza, hiện đang tập trung ở khu vực trung tâm của lãnh thổ này. Mặc dù số lượng chính xác những người chạy trốn khỏi Khan Yunis vẫn chưa được biết ngay lập tức, quan chức nhân đạo hàng đầu Sigrid Kaag của Liên Hợp Quốc tại Gaza cho biết có khoảng 1,9 triệu người phải di dời ở Gaza. Bà cho biết những dân thường ở vùng lãnh thổ bị bao vây đã bị đẩy vào vực thẳm đau khổ. Bà Kaag cho biết hệ thống y tế công cộng đã sụp đổ, trường học bị phá hủy, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nước và vệ sinh trong nhiệt độ mùa hè tăng cao là nguồn cơn bùng phát và lây lan các bệnh truyền nhiễm. Bà kêu gọi hành động khẩn cấp để thiết lập một hệ thống phối hợp và giảm xung đột hiệu quả trên khắp Gaza, rà phá bom mìn trên các tuyến đường cứu trợ, cung cấp nhiên liệu cần thiết hàng ngày, cùng thiết bị an ninh và thông tin liên lạc phụ tùng thay thế và các mặt hàng nhân đạo quan trọng. Bà cũng kêu gọi tăng cường viện trợ từ Jordan thông qua các cửa khẩu Zikim và Erez, mở lại cửa khẩu Rafah và mở thêm các cửa khẩu ở phía Nam, đồng thời cân nhắc chuyển viện trợ từ phía Bắc và phía Nam. Israel đã yêu cầu những người di tản tìm nơi ẩn náu tại một khu vực ven biển Đông Đúc, nơi có rất ít dịch vụ cơ bản và đầy rẫy những trại lều bạc ngổn ngang. Cuộc chiến đã cắt đứt phần lớn dòng thực phẩm, thuốc men và hàng hóa đến Gaza, khiến người dân phải phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ nhân đạo. Tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc đã kết luận rằng nguy cơ diệt chủng có thể xảy ra ở Gaza. Israel phủ nhận cáo buộc. Ngày 1 tháng 7, quân đội Israel đã chỉ thị cho người Palestine di tản khỏi một vùng rộng lớn của Khan Yunis
và các khu vực lân cận để đến vùng an toàn do Israel tuyên bố. Điều này cho thấy Israel sẽ mở một cuộc tấn công trên bộ mới vào thành phố. Hezbollah nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Israel. Quân đội Israel đã xúc tiến chiến dịch tấn công ở dải Gaza nhằm chống lại phong trào Hồi giáo Hamas sau vụ đột kích bất ngờ của nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này vào các ngôi làng phía nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến hơn 1.100 người Do Thái thiệt mạng. Các tay súng Hồi giáo bắt giữ hàng trăm con tin và đưa tới Gaza. Cho đến nay, hơn 37.000 người Palestine đã thiệt mạng vì chiến dịch quân sự trả đũa Hamas của Israel đang tiếp diễn tại Gaza. Kể từ đầu cuộc xung đột Hezbollah, phong trào chính trị, bắn quân sự hùng mạnh được Iran hậu thuẫn đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa ăn miếng trả miếng vào miền Bắc Israel. Theo đài RT, Seth Naam Kassem, phó thủ lĩnh Hezbollah, hôm 2 tháng 7 phát biểu với truyền thông Mỹ rằng nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza, chúng tôi sẽ dừng lại mà không cần thảo luận. Ông Kassem cũng mô tả hành động của Hezbollah như một mặt trận hỗ trợ dành cho Hamas, đồng thời nhấn mạnh nếu xung đột ở Gaza chấm dứt, sự hỗ trợ quân sự này sẽ không tồn tại nữa. Tuy nhiên, phó thủ lĩnh Hezbollah lưu ý, chưa rõ nhóm vũ trang này sẽ phản ứng thế nào nếu các bên không đạt lệnh ngừng bắn chính thức. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tháng trước tuyên bố sẽ rút một số đơn vị của lực lượng phòng vệ Israel IDF ra khỏi Gaza và điều chuyển họ đến khu vực biên giới với Liban. Mỹ đã cảnh báo Tel Aviv không nên bắt đầu một cuộc xung đột dù ở mức giới hạn tại Liban, trong khi Iran quả quyết sẽ hỗ trợ Hezbollah bằng mọi cách nếu viễn cảnh đó xảy ra. Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Triều Tiên. The Korea Times hôm thứ Ba ngày 2 tháng 7 cho biết quân đội Hàn Quốc đã bắn khoảng 140 quả đạn bằng pháo tự hành K-9 và K-105A1 trong cuộc tập trận tại các bãi bắn ở tỉnh Gyeonggi và Gangwon. Quân đội Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên được tiến hành trên đất liền sau khi chính phủ đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự toàn diện năm 2018. Seoul sẽ nối lại tập trận nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp có hành động khiêu khích của đối phương. Động thái này diễn ra gần một tháng sau khi Hàn Quốc đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự liên triều ngày 4 tháng 6 năm 2024 sau chiến dịch thả bóng bay rác và nỗ lực gây nhiễu tín hiệu GPS của Triều Tiên gần các đảo biên giới. Việc đình chỉ cho phép Hàn Quốc tiếp tục các cuộc tập trận để tăng cường phòng thủ tiền tuyến. Trước đó, các cuộc tập trận pháo binh và hải quân cũng như diễn tập thực địa cấp trung đoàn đã không được Hàn Quốc và Triều Tiên thực hiện từ năm 2018. Các vùng cấm bay cũng đã được chỉ định gần biên giới để ngăn ngừa những cuộc va chạm có thể xảy ra. Tuần trước, Thủy quân lục chiến Hàn Quốc thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn với lựu pháo K-9 và hệ thống phóng tên lửa đa nòng Chunmu. Dẫm đạp ở Ấn Độ, người thiệt mạng tăng, sẽ điều tra đến cùng và trừng phạt thích đáng. Tính đến ngày 3 tháng 7, thảm kịch dẫm đạp ở Ấn Độ đã làm 121 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Hiện chính phủ đang điều tra nguyên nhân vụ việc, theo đài NDTV. Vụ việc xảy ra vào chiều 2 tháng 7 giờ địa phương, tại sự kiện thuyết giảng của giáo sĩ đạo Hindu Bole Baba. Tên thật là Surat Pan, tổ chức ở khu vực Hathras, bang Uttar Pradesh. Đơn vị tổ chức buổi thuyết giảng ban đầu đăng ký tổ chức một sự kiện với quy mô 80.000 người, nhưng thực tế, số người tham gia lên đến 250.000 người. Có nhiều thông tin trên phương tiện truyền thông Ấn Độ về nguyên nhân thảm kịch. Có tin xuất hiện một cơn bão bụi khiến người dân hoảng loạn, dẫn đến dẫm đạp. Có tin hàng ngàn người chen nhau chạm vào giáo sĩ Bole Baba sau khi ông thuyết giảng xong để cầu phước gây ra thảm kịch. Theo báo cáo sơ bộ từ cảnh sát, người tổ chức đã không minh bạch số lượng tín đồ thực tế tham dự buổi lễ, không hợp tác trong việc quản lý giao thông tại sự kiện và che đậy bằng chứng sau vụ dẫm đạp. Thủ hiến bang Uttar Pradesh, ông Yogi Adityanath cho biết cảnh sát đang xác định danh tính của những người tổ chức sự kiện và truy tố những người này. Theo nhiều điều khoản của bộ luật Bharatiya Janata Samhita về tội ngộ sát cùng nhiều tội danh khác. NDTV dẫn lời ông Adityanath, chúng tôi sẽ điều tra đến cùng vụ việc này và trừng phạt thích đáng những kẻ chủ mưu và những người chịu trách nhiệm. Chính quyền tiểu bang đang điều tra toàn bộ vụ việc. Chúng tôi sẽ xem liệu đó là một tai nạn hay một âm mưu.
Ông Adizanat cũng tuyên bố khoản hỗ trợ 200.000 rupee, gần 61 triệu đồng cho gia đình những người thiệt mạng và 50.000 rupee, 15 triệu đồng cho những người bị thương. Giáo sĩ Bole Baba dự kiến sẽ sớm bị bắt. Tổng thống Ấn Độ bà Drupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đạp xe rời nhiệm sở, kết thúc kỷ lục 14 năm nắm quyền. Theo tờ Des News, chính phủ mới của Hà Lan do ông Dick Schultz làm thủ tướng ngày 2 tháng 7 đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, chấm dứt thời gian nắm quyền kỷ lục hơn 14 năm của ông Mark Rutte. Trước đó, đích thân ông Mark Rutte đã đón tân thủ tướng Dick Schultz tại tòa nhà Torrens Street, nơi được sử dụng làm văn phòng thủ tướng Hà Lan từ năm 1982 đến nay. Ông Mark Rutte đã trao chìa khóa văn phòng, ký văn bản chuyển giao quyền lực và đạp xe rời khỏi nhiệm sở. Ông Mark Rutte sẽ đảm nhiệm cương vị Tổng thư ký NATO vào tháng 10 tới sau khi ứng viên khác là Tổng thống Romania Klaus Iohannis quyết định rút lui. Cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte là người rất đam mê đạp xe. Ông từng chia sẻ trên Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF năm 2019 rằng hai năm gần đây ông đã sở hữu một chiếc xe đạp và bất cứ khi nào thời tiết cho phép ông sẽ đạp xe tới nhiệm sở. Ông Rutte lý giải, người Hà Lan rất thích đạp xe bởi chúng tôi là một quốc gia nhỏ. Khi chúng tôi phải đi từ A đến B, dĩ nhiên việc lái xe ô tô cũng là một lựa chọn nhưng sẽ gây tắc đường và tổn hại đến môi trường. Từ xa xưa khoảng cuối thế kỷ 19, chúng tôi đã quen với việc đạp xe. Hà Lan cũng dành nhiều ưu tiên cho việc khuyến khích người dân đạp xe khi xây dựng tới 35.000 km làng đường dành cho xe đạp. Và thành phố Utrecht của nước này là nơi có bãi đổ xe đạp ngầm lớn nhất thế giới. Ông Rutte từng thừa nhận ông rất ấn tượng hạ tầng giao thông mượt mà dành riêng cho xe đạp tại Hà Lan. Mưa bão khiến gần 250.000 người ở miền đông Trung Quốc phải sơ tán. Ngày 3 tháng 7, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin 242.000 người ở miền đông nước này đã phải sơ tán khi mưa bão hoành hành tại nhiều địa phương, khiến mực nước sông Dương Tử và các sông khác dâng cao. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh An Huy cho biết, tính đến 16 giờ ngày 2 tháng 7, mưa bão đã quét qua 36 quận huyện thuộc 7 thành phố trong tỉnh, gây ảnh hưởng tới 991.000 hộ gia đình và buộc 242.000 người phải sơ tán. Mực nước trên sông Dương Tử đoạn qua tỉnh An Huy vượt quá mức cảnh báo và tiếp tục dâng cao. Mưa lớn cũng đẩy mực nước ở 20 con sông và 6 hồ khác trong tỉnh này lên trên mức cảnh báo. Từ 17 giờ ngày 1 tháng 7 đến 17 giờ ngày 2 tháng 3, lượng mưa đo được tại hàng trăm trạm thời tiết trên khắp tỉnh An Huy lên tới 100mm. Tại quận Hà Tây, gần thủ phủ Hợp Vị của tỉnh An Huy, lượng mưa đo được là khoảng 266mm. Chính quyền đã điều nhân lực đến giám sát các đập và đê dọc sông Dương Tử ở An Huy. Văn phòng Thời tiết tỉnh dự báo sẽ có nhiều mưa hơn trên khắp An Huy từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7 và đưa ra cảnh báo về thảm họa địa chất ở các khu vực phía Nam. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã phải hứng chịu những điều kiện thời tiết khắc nghiệt kéo dài, từ mưa lớn đến nắng nóng thiêu đốt. Theo các nhà khoa học, lượng khí thải nhà kính lớn tại nước này là nguyên nhân làm trầm trọng hơn tình trạng biến đổi khí hậu, gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tháng trước, lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam đã cướp đi sinh mạng của 5 người, trong khi một vụ lở đất tại đây khiến 8 người thiệt mạng. Mưa lũ cũng là nguyên nhân khiến 38 người thiệt mạng ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc trong tháng 6. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.